Hiếu Minh Audio xin kính chào tất cả các bác, các anh em yêu thanh và yêu ca hát trên mọi miền tổ quốc nhé. Hôm nay Hiếu Minh Audio làm clip này để gửi lời chân thành cảm ơn đến gia đình cô Hồng ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Gia đình cô đã tin tưởng và ủng hộ cửa hàng Hiếu Minh Audio lấy một bộ karaoke gồm 4 sản phẩm như sau. Đó là cục đẩy BVK8, cục đẩy công suất 4 kênh với công suất rất là lớn, 800W một kênh, có thể đánh thoải mái 4 cặp loa bát 30, tức là 8 quả loa bát 30, loại công suất lớn các bác nhé. Và cục đẩy BVK8 này có giá trị là 8.500.000 đồng. Tiếp theo đó là một chiếc vang số cao cấp nhất hiện nay của Shiso Chipat tại thị trường Việt Nam, đó là bảng Shiso T1980, Shiso T1980 các bác nhé. Màu đen, và với chiếc giá của chiếc vang này là 4.400.000. Cùng với đó là chiếc micro, bộ micro không dây Shure URX với giá là 2.400.000 các bác nhé. Và một đôi loa JBL 6012 từ Neo. Đây là một trong những đôi loa karaoke phân khúc gia đình cho chất âm cực kỳ tốt hiện nay với giá là 9.500.000 đồng. Tổng bộ dàn karaoke của gia đình cô Hồng là 25 triệu đồng các bác nhé. Chất âm của bộ dàn karaoke này rất tuyệt vời, được cấu thành toàn những bộ từ những thiết bị tốt, đó là cục đẩy BVK8 được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay. Ngoài không những ngoài công suất khỏe mà lại còn có chất âm tốt, kèm với đó là một chiếc vang số mà tạo vang nhạc echo và dì vật tốt nhất thị trường, đó là chiếc vang số Shiso T1980 của công ty Chipat. Đấy thì những toàn những thiết bị tốt đã ghép vào được để một bộ karaoke gia đình nhà cô Hồng. Thì thông tin là gia đình nhà cô Hồng là ở xóm 12, xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đấy thì Hiếu Minh Audio làm clip này để gửi lời chân thành cảm ơn đến gia đình cô Hồng. Và sau đây là Hiếu Minh Audio xin phép test chất âm của bộ dàn karaoke này để gia đình cô Hồng xem lại một lần nữa, và cũng như mọi người và tất cả anh em tham khảo về bộ dàn karaoke này. Hiếu Minh Audio xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Tuổi đời chẳng đơn côi, gót mòn đai lòng buồn, đèn kịp bóng mơ nhạt nhòa, buồn lặng tâm tư, đi vào gì vàng, đường tình không chung lối, mang nỗi tiếc cho nhau. Ngày nào tay trong I'm
buồn bên nhau, nay còn đông nữa.